trái đi. Cái này thì làm sao mà bung được, đúng không? Để em trái cho. Thôi mà để anh trái cho. Anh lắp lại cho em cái chân chỗ này đi. Để em trải cái phần bên kia trước cho. Sau cái chỗ này nó vững chắc thì trải cho. Đây bây giờ nó có kêu đâu. Ừ. Anh lắp lại đi. Bên này mà. Lắp bên này đi. Ốc ở dưới đấy. Ốc ở dưới đấy. Em vừa ấy ra để chuẩn bị lắp đấy. Đây cho anh cái sao bên này xa kiểu. Hết mà. Gần hết rồi đây. Thì cứ xịt vừa đánh vào. Ừ. Ngon ngay. Ngon ngay lại như mới. Thì nó lại quay clip bay thử. Anh biết là cái gì mình cũng phải nên học. Mấy cái này nó phù hợp với cả.